Các em thân mến, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải bài số 7 gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều nhé. Thì trong bài học các em đã nắm được công thức tính gia tốc trong chuyển động thẳng là A bằng V trừ cho V0 chia cho T trừ T0. Cái V0 này là vận tốc tại thời điểm T0. Còn cái V này là chính là vận tốc tại thời điểm T. Khi mà có sự biến thiên vận tốc thì dẫn đến là sinh ra gia tốc. Các em lưu ý cái V và V0 này nó phụ thuộc vào chiều dương nha. À, nếu mà cái vận tốc của vật mà chuyển động cùng chiều dương á, thì cái độ lớn của nó sẽ dương. Còn nếu ngược chiều dương thì độ lớn nó sẽ âm nha. Do đó gia tốc là một đại lượng vectơ. Rồi, thứ hai là các em cần phải nắm được công thức độ dời. Nếu mà vật chuyển động theo một chiều mà không bị đổi chiều á, thì lúc này quãng đường sẽ bằng độ dời. Nha, nếu mà chuyển động không đổi chiều á, thì quãng đường nó sẽ bằng độ dời. Thì công thức tính như thế nào? À, thì các em có một công thức là V bình trừ V0 bình bằng 2 lần AD. Nên thầy sẽ viết thành gì? Cái này là V bình trừ cho V0 bình trên cho 2A. Đấy. Nha, công thức số 2. Mà cái độ dời á, thì nó bằng tọa độ lúc, em lưu ý tọa độ lúc sau là x trừ cho tọa độ lúc đầu. Nha, nếu chúng ta chọn một cái trục OX á, thì lúc này á, cái x chính là vị trí của vật. Do đó chúng ta có cái phương trình chuyển động nữa là phương trình độ dời đó các em. D nó sẽ bằng gì? Bằng V0T cộng cho 1 phần 2AT bình. Nếu thầy chuyển cái D thành x trừ x0 thì lúc này thầy sẽ có cái phương trình chuyển động đó là gì? X bằng cái D này bằng x trừ x0 nha. Thầy chuyển x0 sang đây. Sẽ là được x0 chính là tọa độ ban đầu. Nghĩa là vị trí của vật ban đầu so với móc đó, so với góc O đó các em. Cộng cho V0T cộng 1 phần 2AT bình. Đó, được chưa nào? Các em cần phải nắm được ba công thức này nhé. Thứ hai là các em cần phải nắm được cái đồ thị vận tốc theo thời gian ha. Bây giờ chúng ta làm bài tập luôn nhé. Câu số 1 là một cái máy bay chở khách đạt tốc độ cất cánh là 297 km/h ở cuối đường băng sau 30 giây từ lúc bắt đầu lăn bánh. Rõ ràng từ lúc bắt đầu lăn bánh là thời điểm ban đầu mình coi như T0 bằng 0 thì vận tốc bằng 0 nha. Tại vì từ lúc bắt đầu lăn bánh là coi như T0 bằng 0 thì vận tốc V0 nó bằng 0 nha. Sau đó đạt vận tốc V là bằng 297 km/h thì tóm tắt cái đề nha. Thường thường các em tính gia tốc á, thì các em nên tính ra đơn vị là mét trên giây bình phương. Đơn vị gia tốc là mét trên giây bình phương. Do đó cái chỗ này vận tốc mình đổi sang mét trên giây á, là các em cứ lấy cái số này chia 3,6 nha. Từ km trên giờ mà đổi sang mét trên giây là chúng ta chia 3,6. 297 chia cho 3,6 thì sẽ ra được là 82,5 mét trên giây. Chà. Đề bài yêu cầu mình đi tính cái gì? Mình đi tính cái gia tốc trung bình, nghĩa là gia tốc trên cái đoạn đường mà nó tăng tốc á. Từ lúc V0 đến đạt vận tốc là như đây là bao nhiêu, đúng không? Mình áp dụng công thức thôi các em. Chúng ta áp dụng công thức gia tốc A bằng V trừ V0 trên cho T trừ T0. Do cái V0 nó bằng 0, T0 nó bằng 0 rồi thì từ đây các em thay vào thôi, rất là đơn giản. Chúng ta có V sẽ bằng là bao nhiêu? 82,5 trừ cho 0 trên cho T là sau 30 giây là tại thời điểm T là 30 giây này thì nó đạt vận tốc là 82,5 này các em. Mình lấy 82,5 chia cho 30 thôi thì kết quả nó sẽ bằng là 2,75 mét trên giây bình phương. Chưa? Rồi xong câu 1 nha. Tiếp theo câu số 2. Xét một vận động viên chạy xe đạp trên một đoạn đường thẳng. Vận tốc của vận động viên này tại thời điểm được ghi lại ở bảng dưới đây. Chúng ta vẽ đồ thị vận tốc theo thời gian và mô tả tính chất chuyển động của vận động viên này. Bây giờ cái trục quê á, là các em vẽ trục thẳng đứng ha, giống như trục tung OI vậy, trong mặt phẳng tọa độ OXY đó. Thứ hai là trục nằm ngang là trục thời gian ha, trục hoành giống như trục hoành OX đó các em. Rồi, vận tốc
đơn vị của nó là mét trên giây, thời gian là t, đơn vị là giây. Đến đây các em sẽ xác định cái thời điểm 0, 5, 10, 15 đến 3, 50. Vậy thì chia đến 50, 0, 5, 10 cách nhau 5, mà đến 50 thì chia là 10 ô, chia 10 ô, chia 10 ô nhé. Cái này không đủ 10 nữa, 5. Hơi nhỏ xíu nha, 5, 10, 15, 20, 25. Để ý cái màn hình nó mờ đúng không các em? Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ chia cái trục vận tốc. Ở đây là vận tốc là 5 đến 16 ha. 5 đến 16 vậy là chia đến 20 đi. 20. 5 này, 10 này, 15, 20 ha. Cái này là 20 đi ha. Không cái này. Rồi bây giờ mình vẽ điểm đầu tiên là t bằng 0. Là lúc thời điểm ban đầu là t bằng 0 thì vật có vận tốc là 5 m trên giây. Chỗ này nè các em là một điểm này. Lúc 5 giây thì đạt vận tốc là 5 m trên giây, nghĩa là xe vẫn chưa chuyển động nha. Nghĩa là cái vật này vẫn đứng yên. Đó, thì vẽ này. Đây điểm thứ hai đây. Tiếp tục điểm thứ ba là lúc 10 giây là đạt vận tốc là 8, ở đây 5 này. Chỗ này 10 thì chỗ này sẽ 8 khoảng này nè. Thầy vẽ tương đối thôi nha. 8. Ở giây thứ 10 chỗ này. Đó, là điểm thứ 3 này. Giây thứ 15 là 9, 9 sẽ lớn hơn xíu nha. Đúng không? 8. 9 rất là sát nhau chỗ này. Giây thứ 15. Chỗ này cao hơn một xíu thôi. Giây thứ 20 là 10. Giây thứ 25 là vẫn là 10. Mà vẫn đứng yên khúc này, đứng yên. Nếu để mình chia lớn hơn xíu thì dễ nhìn. Giờ thì chia nó nhỏ quá. Đó đó. Tiếp theo là giây thứ 30 là vẫn là 10 luôn, đứng yên luôn. Giây thứ 35 là 12, lên xíu chỗ này 15 này. 13 chỗ này thì 12 chỗ này. Đó. Khúc này là đường thẳng nha. Thì to luôn nha. Nó đang đứng yên đó. Khúc này chuyển động nhanh lên. Đấy. Vậy xong mình nối lại thôi. Vậy hết đó. Tiếp theo là dây thứ 35 là 12 này. Chưa? Lên đây này. Dây thứ 40 là 14 này. 14 cái này. 14. Dây thứ 45 là 16 này. 16 chỗ này. 2 chỗ 10. 50 cũng 16 luôn nha. Vậy là đứng yên ha. Đó, vậy là chúng ta đã vẽ xong cái đồ thị. Bây giờ mình sẽ nhận xét về tính chất của chuyển động này. Thì mình chia những khoảng thời gian ra, những khoảng nào đứng yên, khoảng nào chuyển động nhanh dần nha. Thì rõ ràng các em thấy rằng trong cái hình vẽ này á, từ giây thứ 0 đến giây thứ 5 á, vận tốc không thay đổi, nên lúc này nó đứng yên nha. Từ giây thứ 0 đến 5 giây cho nào, vật đứng yên. Hay là xe đạp nha, chạy xe đạp, xe đứng yên, vận động viên chuyển động. Xin lỗi, thẳng đều chứ. Vận tốc không đổi là thẳng đều chứ. Xin lỗi, cái này 5 mà. Phút này là 5 mét trên giây, đúng không? Vật chứ xe và động viên chuyển động thẳng đều nha các em nha.
và chuyển động thẳng đều. Phải nhanh. Tại vì nếu mà ở vị trí này mới là đứng yên, còn do này đang thời điểm T0 là vận tốc là 5 mét trên giây rồi, nên là chuyển động thẳng đều. Tiếp theo là từ giây thứ 5 đến giây thứ 10. Đúng không? Giây thứ 5 đến 10 giây thì xe chuyển động nhanh dần. Tại vận tốc tăng lên là các em thấy. Từ 5 lên 8 này. Còn gia tốc thì các em lấy 8 trừ 5 chia cho 5 thôi. Không? Vậy là chuyển động là nhanh dần. Nhanh dần. Được chưa? Thẳng nhanh dần. Tương tự là các em cũng ghi ra tương tự nha. Từ giây thứ 10 đây, khúc này nè, từ giây đến thứ 10 đến giây thứ 20 là sẽ chuyển động nhanh dần nha, nhanh dần. Và đó là nó nằm trên một đường thẳng, 3 điểm này cùng nằm trên một đường thẳng nên mình coi như là nhanh dần đều luôn ha. Cái này là nhanh dần đều luôn này. Còn này chuyển động này thẳng đều này. Từ đây đến đây là thẳng đều này. Thẳng đều. Đúng không? Để các em đã hiểu rồi đúng không? Khúc này là nhanh dần đều luôn, tại vì những cái điểm này nằm trên một đường thẳng luôn. Nhanh dần đều. Còn những cái điểm này là hai cái điểm này mà không nằm trên đường thẳng á, nó bị lệch nhau đó, thì chuyển động đó là chuyển động nhanh dần thôi chứ chưa có chắc đều nha. Tương tự là từ giây thứ 45 đến 50 thì xe chuyển động thẳng đều, tại vận tốc không đổi nha. Rồi, em có thể tự kết luận được. Tiếp theo là câu số 3 là một ô tô đang chạy vận tốc 54 km/h trên đoạn đường thẳng thì người lái xe sẽ hãm phanh. Ô tô chuyển động chậm dần đều sau chạy thêm một quãng đường 250m thì tốc độ chỉ còn 5 m/s. Hãy tính gia tốc nha, các em để ý này. Đầu tiên đang chạy vận tốc V0 là 54 km/h. Các em chia cho 3.6 thì nó bằng 15 mét trên giây nha. Đúng không? Chúng ta đổi ra 54 chia 3.6 bằng 15 mét trên giây. Sau đó người ta hãm phanh coi như T0 bằng 0 đi. Sau đó người ta hãm phanh chậm dần đều, dần đều gia tốc không đổi nè. Và sau khi chạy thêm được một quãng đường D đó, không đổi chiều nha, D là quãng đường luôn đó, là bằng 250m. Thì tốc độ ô tô chỉ còn lúc này là V bằng 5 m/s. Đúng không? Rồi người ta cứ tính A bằng bao nhiêu. Đúng không? Sau đó tính T. T bằng bao nhiêu. Sau khi chạy thêm quãng đường là S bằng 250m. Còn câu C là xe mất bao thời gian bao lâu để dừng hẳn. Có nghĩa là tính thời gian T phẩy đi bằng bao nhiêu đến khi mà vận tốc bằng 0. Đến khi dừng lại hẳn đó các em. Rồi sau khi tóm tắt xong thì làm như sau. Mình tìm gia tốc nhưng mà để cho V này, cho cái D này, cho cái V sau này. Vậy mình dùng công thức độc lập với thời gian là các em sẽ có là gì? V bình trừ V không bình bằng 2 nhân A nhân D. Từ đây mình rút A ra. A sẽ bằng V bình trừ V không bình chia cho thì chia 2 bế cho 2D nha, chia cho 2 bế 2D. Đó. Rồi đến đây mình thay vào. V bình nhớ là chiều dương là chiều chuyển động luôn, mình chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật. Do đó cái V bình này này mình thay vào nó là chính là vận tốc lúc sau là 5 bình trừ cho vận tốc lúc đầu là 15 bình trên cho 2 nhân cái D là 250. Các em tính ra được kết quả là trừ 0.4 mét trên giây bình phương. Dấu trừ này chứng tỏ rằng vật đang chuyển động chậm dần, nghĩa là gia tốc sẽ ngược chiều với vận tốc. Do vận tốc có giá trị dương thì gia tốc nó phải có giá trị âm, tại vì vectơ gia tốc ngược chiều với chiều dương. Xong câu A đúng không? Câu B mình tính thời gian. Thời gian á, là xuất phát từ công thức gia tốc. Gia tốc A nó bằng V trừ cho V0 trên T. Đúng không nào? Từ đây các em sẽ tìm được cái thời gian T. T mình rút ra như sau. Mình lấy V trừ V0 chia A. Đấy. Đúng không? V là 5 trừ cho V0 là 15 chia A là trừ 0.4. Các em thay vào kết quả bằng 25 giây. Vậy sau 25 giây thì xe đạt vận tốc là 5 giây. Rồi. Xe mất bao lâu để dừng hẳn thì các em cũng áp dụng công thức trên.
nha. C là mình sẽ có A nó bằng V, lúc này là V, này là V dừng hẳn luôn nha, trừ cho V0 thì đặt nó là V, V1 đi, khác xíu đi, trên cho T, T này T1. Từ đây thì rút ra cái thời gian T1 chính là thời gian T phẩy này, đặt T phẩy ra đó là T1 đi, suy ra T1 nó sẽ bằng V1 trừ V0 chia cho A. Tại vì chuyển động thẳng biến đổi đều nên gia tốc không đổi, nên các em thấy cái gia tốc ở trên vào luôn. V1 chính là bao nhiêu? Là bằng 0 trừ cho V ban đầu chính là 15, à, chỗ này V0 trên cho A chính là trừ 0,4, kết quả bằng 37,5 giây. Vậy sau 37,5 giây thì xe dừng hẳn ha. Tiếp tục, chắc điểm chuyển động có đồ thị vận tốc theo thời gian như hình 7, mô tả chuyển động của chắc điểm. Ở đây có ba cái đoạn em ha, một cái đoạn dốc lên, à, sau đó là nằm ngang. Nằm ngang là chuyển động thẳng đều này, từ giây thứ 2 đến giây thứ 8 các em thấy a 26 này, giây thứ 7 này. Từ giây thứ 2 đến giây thứ 7 là xe chuyển động là gì các em? Đây khúc này nè. Từ giây thứ 2 đến giây thứ 7 là xe chuyển động là thẳng đều. Nha. Thẳng đều thì lúc này gia tốc của nó sẽ bằng 0 đúng không nào? Đấy. Tiếp theo là từ giây thứ 0 đến giây thứ 2 này. Xe tăng tốc từ vận tốc bằng 0 tăng tốc lên đến là 5 mấy trên giây. Đây là chuyển động này, khúc này này là chuyển động là nhanh dần đều. Nhanh dần. Với gia tốc A thì các em có thể tính luôn là lấy vận tốc lúc sau là 5 này trừ 0 chia 2, nghĩa là bằng 2,5 mét trên giây bình phương. Được chưa? Tiếp theo là chúng lúc này từ giây thứ 7 đến giây thứ 8 là xe chuyển động là chậm dần, tại vì vận tốc bị giảm xuống, thấy không? Khúc này này là chuyển động chậm dần. Với gia tốc A sẽ bằng gì? Các em lấy vận gia tốc lúc sau là vận tốc lúc sau là 0 này trừ vận tốc lúc đầu là chỗ này là 5 này. Nghĩa là trừ là 0 trừ 5 trên T là 1 giây là bằng trừ 5 mét trên giây bình phương. Được chưa? Chuyển động chậm dần. Rồi tiếp theo là chúng ta tính quãng đường mà chắc điểm đi được từ lúc bắt đầu chuyển động đến lúc dừng lại các em ha. Tại giây thứ 8 là vận tốc bằng 0 không? Đấy, trục là trục thời gian, còn trục là trục vận tốc. Cái điểm này nằm ở chỗ này nghĩa là nó sẽ có vận tốc bằng 0. Vậy là nó là do là chuyển động này không đổi chiều nha. Chuyển động là không đổi chiều nên lúc này quãng đường chính là bằng độ dời. Mà độ dời chính là bằng cái diện tích của cái hình thang này nè các em. Tại vì cái này song song với cái này nên nó là cái hình thang nha. Do chuyển động không đổi chiều nên suy ra do chuyển động không đổi chiều. Đó, nên suy ra là quãng đường bằng độ dời d bằng cái diện tích hình thang là O A B C thì đặt luôn nha. Bằng cái diện tích hình thang là O A B C. Mà diện tích hình thang thì bằng đáy lớn cộng đáy bé nhân chiều cao chia 2. Đáy lớn ở đây á là từ đây đến đây là 8 đơn vị nha. Cộng đáy bé, đáy bé là đây từ đây đến đây là bao nhiêu các em? Từ giây thứ 2 đến giây thứ 7. À, là 5 đơn 5 5 đúng không các em? Đến đây này nè. Đáy bé là các em có thể tính ô cũng được, 1 2 3 4 5 ô cộng 5 tất cả nhân chiều cao. Rồi nhân chiều cao là khúc này nè các em, đây chiều cao này, 1 ô, 2 ô, 3 ô, 4 ô, 5 ô nhân 5 sau đó chia 2. 8 cộng 5 13, 13 nhân 5 chia 2 bằng 32,5 mét. Rồi. Chính là độ dời nha, chính là quãng đường luôn các em. Quãng đường đi được từ lúc vận tốc bằng 0 đến lúc thời điểm 8 giây, đây là đến đi dừng lại. Câu số 5. Một cái người đứng ở sân ga nhìn thấy một cái đoàn tàu bắt đầu chuyển động. Người này nhìn thấy toa thứ nhất chạy qua trước mắt trong thời gian 10 giây. Hãy tính thời gian toa thứ 9 chạy qua người này. Nhớ là thời gian của toa thứ 9 nha. Chúng ta tính thời gian toa thứ 9 chạy qua người này thôi. Giả sử rằng chuyển động của toa tàu là chuyển động nhanh dần đều, à, nghĩa là gia tốc bằng hằng số này. Rồi bây giờ thầy sẽ vẽ cái sơ cái hình ra các em hình dung như thế này. Chúng ta tính thời gian ha. Giờ cái này là đầu tàu nha. Người đứng ở đây. Thì tàu sẽ chuyển động thế này.
đến tọa thứ 9 nha, đây tọa thứ 8 này. Tọa 8 này, tọa 1. Coi như là cái tọa này, cái tọa tàu này khoảng cách giữa các tọa là coi như bằng 0, không đáng kể, bỏ qua luôn, xét luôn. Đấy. Nghĩa là mình tính cái thời gian. Cái thời gian á là tọa thứ 9 chạy qua người này, thời gian tọa thứ 9 chạy qua cái người này này. Khi mà tàu nó đi qua đó. Đây là bài toán khó đấy các em, tính thời gian. Thì bây giờ mình làm sao đây? Đầu tiên á, thì cái điều kiện ban đầu để cho chỉ có là 10 giây là cái thời gian này là 10 giây này á, là cái toa tàu thứ nhất này nó đi từ đầu này đi qua đây trong 10 giây, đúng không? Thì mình sẽ có công thức là cái độ dời nha, cái độ dời, thầy tính được độ dời. Cái sự ban đầu là tàu bắt đầu chuyển động nè, bắt đầu chuyển động em ha, bắt đầu chuyển động nên cái vận tốc lúc này bằng không, là V0 bằng không. Sau đó tàu đi qua đây đạt vận tốc vào chỗ này á, đi khi mà đi qua cái người này á thì khúc này đạt vận tốc là V, em hình dung không? V là V, thì đạt V1 luôn đi, là cái vận tốc của cái khi mà cái tàu đi qua hết cái tàu thứ nhất vận tốc khi mà đi qua này, hình dung không? Khi thầy vẽ giả sử như khi mình đi nó, khi mà nó chuyển động thì nó qua đây vượt qua người này, vận tốc chính là tàu thứ nhất này đi vượt qua này, là V là V1, còn cái bên là V0 không? Thì mình sẽ có một công thức, mình có công thức là tính cái độ dời đó các em ha. Thì thầy có là cái D1 là cái quãng đường hay là cái độ dài của tọa thứ nhất ấy, thì nó sẽ bằng là V1 bình, đúng không? Trừ cho V0 bình trên cho 2A. A chính là gia tốc, gia tốc của cái tọa tàu này. Mà cái V1 này là vận tốc tại thời điểm T, nghĩa là sau 10 giây nó đạt được vận tốc. Tại vì sau 10 giây thì nó đến đây, tàu đi hết cái độ dài của cái tàu D1 này, cái đường là D1 này, thì đạt vận tốc là V1. Thì cái V1 này nó bằng cái gì? Cái V1 này nó bằng là bằng V0, không? Bằng V0 cộng AT. Trong khi T là 10 thì các em thay vào V0 là 0, vậy nó sẽ bằng 10A. Đấy, nó bằng 10A. Vậy các em thay vào đây này là 10A tất cả bình, là 10A, 10A bình lên, trừ V0 là 0 bỏ đi, chia 2A. 100A bình chia cho 2A thì còn 50A, đúng không? Cái này 10 bình là 100, 100A mũ 2 mà chia 2A thì còn lại là 50A. Đó chính là cái D1, đúng không? Chà, nãy giờ giảng mà thầy quên bật máy quay rồi. Do cái máy thầy pin nó bị yếu nên thầy bật quên bật máy quay. Giờ thầy giảng lại chỗ này nha. Sau khi các em tính được cái D1 là 50A rồi đó, thì các em sẽ tính được cái thời gian mà tọa thứ 8 đi qua người này nha. Nghĩa là cái quãng đường mà cái sau khi đi qua người này là 8 cái tọa tàu thì đi được quãng đường là 8D1. Nên nó sẽ kết thúc ở tọa thứ 8 là ứng với thời gian là T8 này này. T8 tính như thế nào? Thì các em nhớ công thức tính độ dời á, thì bằng V0T cộng 1 phần 2AT bình. Do cái V0 bằng 0 nên lúc này D nó bằng 1 phần 2AT bình. Lúc này các em rút T bình ra thì các em nhân số 2 lên đây này, 2D, sau đó chia cho A. Nghĩa là thầy nhân 2 với cho 2, sau đó thầy chia 2 với cho A đó, thì ra được T bình bằng 2D chia A. Sau đó các em rút T ra sẽ bằng căn bậc 2 của 2D chia A. Từ đó thầy sẽ tính được cái thời gian mà tọa thứ 8 đi qua người này, chính là bằng 2D8 trên A. D8 chính là quãng đường mà 8 tọa tàu đã đi qua người này đó. Thay vào đây 2 nhân cho 400A. Tại vì D8 nó sẽ bằng 8D1 nên là 8 nhân 50 là 400A. Chia A thì kết quả nó bằng 28,3 giây. Tiếp theo là thầy tính cái thời gian mà tọa thứ 9 đi qua người này. Thì tương tự thôi, T9 sẽ bằng căn bậc 2 của 2D9 trên A. 2 nhân 450, tại vì D9 là bằng 9 lần D1. Nên 9 nhân 5, 450A chỗ này tính ra được 30 giây. Vậy cái đề bài này yêu cầu là mình tính cái thời gian mà tọa thứ 9 đi qua người này. Thì mình phải lấy hiệu thời gian là kết thúc tọa thứ 9 là T9 trừ đi cái thời gian kết thúc tọa thứ 8 là T8. Thì các em sẽ ra được cái thời gian mà tọa thứ 9 đi qua người này. Nhớ cái điều kiện đề bài yêu cầu là mình tính cái thời gian mà tọa thứ 9 đi qua người này. Là mình phải tính được cái thời gian kết thúc tọa thứ 9 mà trừ đi thời gian kết thúc tọa thứ 8. Thì mình mới ra được cái thời gian mà cái tọa thứ 9 đi qua nha. Các em lưu ý cho đó, chứ không phải là mình tính T9 là xong nha. Rồi, vậy là mình tính được là 1,73 giây đúng không? 30 trừ cho 28,3
là 1,7 ha, sắp xỉ 1,7 đây. Sắp xỉ là 1,7 giây nha các em. Đó. Các em hiểu bài này chưa? Vậy là các em có trình bày ra bình thường thôi. Chúng ta trình bày theo từng bước này, cái này này, sau đó tính D8. D8 là cái quãng đường mà 8 cái tàu tàu đi qua nha. Rồi các em tính T8, sau đó các em tính T9 là các em tính cái T này. Đó. Này có thể từ trình bày vào được đúng không nào? Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bài này. Thì cảm ơn các em theo dõi video nhé. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Thân mến chào các em.